Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai 27 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 29 tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần. Khu vực Hà Nội ngày mai 27 tháng 4, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời có mây, ngày có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C.